phải không? Chào anh em. Thì mình muốn giới thiệu với anh em một cái con game hôm qua mình thấy ở trên Steam á, nó khuyến khích cho mình xem và mình thấy ok, mình tải về mình chơi thử thì mình thấy game này khá là cuốn và nó khá là đẹp luôn. Mà không những đẹp mà nó còn rất là mượt cho với những cái máy cấu hình bình thường. Đó. Thì mà mình thấy một con game hay như vậy mà tại sao nó lại không nổi tiếng mà nó ít người biết tới. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em con game này, nếu mà anh em rảnh rỗi anh em có thể chơi trong mùa dịch nha. Ok, thì đầu tiên thì mình sẽ đi vào cái phần game này, tên là Rogue Company. Cái link thì mình sẽ để dưới phần mô tả, anh em click vào là anh em tải về thôi, con game này nó miễn phí nhé. Thì giờ mình sẽ vào mình chơi hướng dẫn, mình dạo một vòng cho anh em xem thử nó như thế nào. Con game cũng khá là nhanh luôn ạ. À quên, cái này là hướng dẫn. Ok. All right, newbie. Let's run through the basics. Hiện tại mình đang record ở chế độ 2K nên nhiều anh em thấy nó hình ảnh nó không có mượt lắm, thì thực sự thì mình chơi mình cảm thấy nó rất là mượt nha. Confident. I like you. Mình chỉnh tiếng trong game nó bé lại. Okay, jump out of the plane. Rồi. Let's go. Xong. À, nhìn cái kiểu nó khá giống cái game Reign of Elysium với lại Paladin. Cái nhà sản xuất này là Hi-Rez. That was fun. Now what? Okay, let's see. Rồi, bấm shift thì để mình chạy nhanh nhé. Bấm nút cắt để mình nhảy qua nè. Rồi mình bấm nút control thì mình sẽ lăn cú mèo. Rồi, mình sẽ nhảy qua đây. Rồi, cái này thì mình nó bảo mình là bây giờ là đấm nó ha. Mình dùng đấm thì mình cận chiến thì mình dùng nút V nhé. Ok. Rồi, tới đây thì mình sẽ lượm một thanh katana. Chém. Rồi. Mượt lắm anh em. Tại anh em không biết anh em thấy sao chứ mình chơi rất là mượt. Tới đây thì mình giữ chuột phải nha. Rồi mình bấm chuột trái để mình phóng cái vũ khí cận chiến của mình. Maybe later. What's next? Fine. Rồi, tới đây để mà đu dây thì anh em bấm nút F nha. Tại vì trong đây nó có khá là nhiều map mình cần phải đu dây. Okay. Đồ họa game rất là ổn áp luôn, nhìn thấy rất là đẹp luôn. Mượt. Cứu hả? Bấm nút F để mà cứu nha. Rồi. Are you okay? Ổn mày. Yeah, I feel like a brand new man. What did you do? Forget about it. Go to the firing range. Okay. Thì để tiếp tục nè. Okay. Rồi tới đây thì mình sẽ nhặt một khẩu súng nha, bấm nút F để mà lượm khẩu súng này. Rồi, mình bắn những cái bia. Trong đây thì nó không có chế độ ADS mà nó chỉ có chế độ em thôi nha. Em là tức là nhắm, nó chỉ nhắm như thế này thôi. Đó. Nó kêu mình bấm R thì để mình thay đạn rồi. Now some far targets. Make sure to take your time and aim with your sights. Okay, swap to your other weapon. Đổi súng thì mình lăn con chuột ở giữa nha. That's right. If you don't have time to reload, switch to your secondary weapon. Khi mà mình không có thời gian, nếu mà mình thay đạn thì mình nên đổi súng thì nó sẽ ok hơn. Cái súng này thì nó yếu nhưng mà nó sẽ okay. Bấm E là đổi bên nhé. E là đổi góc nhìn. Cái hạn như mình đang ngắm địch bên đây thì mình bấm gì, còn mà mình ngắm bên phải thì mình bấm ngược lại. Giữ một nút E thôi, bấm E qua lại. Bây giờ để bình vị trí thì mình nhấp chuột. Nhắm con chuột ở giữa, con lăn ở giữa đó. Còn mấy anh em là không có con lăn ở giữa thì mình thua nhá. Thì nó kêu mình nhấp mà để báo cho đồng đội binh enemy á, thì là mình sẽ click hai cái nha, mình nhấp vào người này mình click hai cái. Đó. Cũng có nút ở giữa luôn nhưng mà mình nhấn hai cái nha. Ok. Rồi, tiếp theo nữa thì mình để xuống đây, nó chỉ cho mình cover tức là mình sẽ ngồi xuống nha. Easy target. Very good. Hide from the remaining turrets and then return fire. That was fun. When do I get to blow something up? Tới đây thì quăng lựu đạn thì anh em bấm nút G nhé. Those targets think they're safe. Show them who's the boss. Now get those next targets too. Trong đây thì để mà quăng mà dội tường thì đó, anh em cứ bấm gì.
Anh em còn lưu ý nha, khi mà mình bấm nút IG rồi thì nó sẽ bắt đầu đếm thời gian nha. Đó, nó đỏ lên là có khi nó sẽ nổ luôn trên tay mình á. Anh em nhớ canh thời gian. Tới đây thì mình sẽ xài vũ khí cận chiến nha, là bấm nút Q. Bây giờ mình sẽ canh lại một tí, mình phóng nó mới trúng. Đó, ok. Vậy thôi, để nó cao đao lại, mình quăng lần nữa cho anh em xem nha. Đó, quăng hộp rồi. Nhưng mà mình bắn vào nó sẽ nổ nha nè. Nó quăng hộp rồi mình bắn vào nó sẽ nổ. Okay. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bài huấn luyện rồi. Thì có thể mình sẽ đi vào mình bắn thử một game deathmatch cho anh em nha. First round is on you. Game ổn áp lắm anh em à. Đồ họa nhìn dễ chịu nè, đẹp. Rồi quan trọng nhất là cái respawn time của nó rất là thấp, tức là cái độ phản hồi lúc mà mình lăn chuột á nó rất là thấp, bắn rất là sướng. Rồi mình sẽ chơi chế độ 6v6 team deathmatch. Mình chọn server Asia. Rồi, play nha. Tìm game thì cũng khá nhanh, tầm 1-2 phút là có game nha bạn. Ok, như vậy là có game rồi. Khá nhanh. Map gì đây? Hollow. Rồi, anh em nhớ qua cái bài hướng dẫn thì nó sẽ có khá là nhiều thủ thuật để anh em chơi. Nói chung là cũng đơn giản à. Game này thì tiết tấu nó khá là nhanh. Mình có thể mình chơi giải trí trong mùa dịch này rất là ok luôn. Nếu mà anh em chơi đông đông thì nó cũng vui. Game nó có rất là nhiều chế độ nha anh em. Bây giờ mình sẽ vào mình test trước một chế độ gọi là chế độ deathmatch, tức là chế độ sinh tử. Thì là chết xong ra liền, chết xong ra liền á. Ok. Trong đây thì nó có nhiều cái nhân vật. Nhiều cái class nè. Dima, Stan, V, Ronin, Dallas. Vào anh em nếu mà thích chơi class nào, mỗi class nó sẽ có một cái skill cá nhân riêng nha anh em. Chẳng hạn như thằng của mình là quăng bom nè, còn đây là vũ khí cận chiến và cái con nhỏ mà hồi nãy mình chơi lúc mà chơi trong cái màn hướng dẫn á. Đó. Rồi, vào game thử đây. Thì mình cũng mới tải ra, mình bắn thấy ổn áp nên giới thiệu cho anh em chơi thôi. Wow. Intro ngầu nha. Chắc phết nha. Rồi, và tới đây thì mình bấm nút B để mà mình mua súng nha. À, đây có lẽ là cây cây Mamba. Thì mình còn dư 13.000. Đây. Mua thêm lụm mình này. Mua thêm cây búa để mà quăng. Ok. Quá. Chết rồi. Mình không mua súng rồi. Mình cầm bộ súng lục à. Hay như mình thấy sao tiền còn dư thế là lạ. Ô mẹ ơi. Thôi đợi mấy con bồ chết rồi mình làm súng nó nha. Chết vậy. Điên rồi. Mình chỉnh tiếng lên tí. Vengeance
Anh em mà muốn chết sớm thì anh em bấm nút F nhé. Tại vì có thể là bồ mình nó sẽ cứu mình được á. Mà mình muốn mà mình thấy bấm chết ra cho nó nhanh hơn, đợi nó cứu còn lâu hơn. Ấy. Ủa, chết được cộng tiền nha. 8.000 mới đủ một súng luôn rồi. Rồi làm súng rồi nó ơi. Ui, gặp súng lục khó bắn quá. Đấy, nó hiện chữ swap, mình tưởng là... mua toàn ba cái đồ tào lao không? Anh có cái súng. Có cái súng còn rồi. Đủ tiền chưa ta? Ok, cố. Có khả năng hồi máu luôn này. Hay nha. Anh em cứ để ý minimap tí là bắn ok. Ê, cái súng này không bắn auto à. Phát tờ. Súng này bắn brush đúng không ạ? Thấy cũng ok đấy. Cảm ơn. Chưa được mua đồ rồi. Dư 10k tiền luôn. I got your back. Where are they? Get me up. I'm not done. You're okay. Get up, bro. Thanks. Thấy bắn rớt cũng ok nè, cầm cái này bắn rớt ok. I'm down. What the fuck? Lỗ bơm chết không à?
đồ ơi. Live rồi. Có nhiều tiền cái gì mua, mình chưa cầm thuốc kỹ. Mua hết. Lethal out. Utility out. Thì mình bao mình chơi thử một game với lại mình hướng xem cái hướng dẫn cho anh em rồi. Đó, cái game này mình chơi mình thấy khá ok nha, bắn vui lắm đó. Tại vì khi mình giết người xong nó có khá nhiều hiệu ứng rồi cái khả năng combat nó cũng rất là ok. Nó có chia ra nhiều class game nè. Nhiều class nhân vật đó. Và nó có nhiều chế độ chơi nữa. Đây, trong đây là những cái chế độ chơi của nó nè. Này là thời giới hạn thời gian nè, 6v6 là sinh tử nè. Và Virus thì nó có Strike Out, Demolition nè. Đó. Có chế độ bắn răng nữa nha, nhưng mà bắn răng thì nó cần phải level tới level 30 lần. Mình hiện tại thì mình hình như mới có level 3 thôi. Đó. Nếu mà anh em vào cày game này thấy chơi ổn áp, ok vui thì nhớ để lại cho anh một like với một đăng ký kênh nhé. Thì mình rảnh nữa mình sẽ tìm tòi những con game nào hấp dẫn mình giới thiệu cho anh em. Con game này nó ra cũng khá lâu rồi nhưng mà mình thấy nó rất ok đó. Anh em cứ tải về mình chơi đi, không phí thời gian của anh em đâu. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nhé. Bye bye.